Ừ, thế rồi chúng ta làm câu 5.2. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Sở Dục Đào tạo Hà Nội 2023-2024. Người ta cho chúng ta là 9,072 lít khí hỗn hợp X gồm có 2 khí là một thằng anken và một thằng anken. Trong đó M bé hơn N. Và hydro và qua một bình kính đựng khí đựng bột niken. Nung nóng bình đến khi các vân sẽ là hoàn toàn thì thu được 5,04 gam hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tới dùng brom thay brom tăng. Ok. Tiếp theo chúng ta là tìm công thức phân tử của hai hydrocarbon. Biết CN2N giống như ethylene, còn thằng kia giống như acetylene. Ở đây em tính cho thầy mol X bằng bao nhiêu? Tính cho thầy mol X bằng bao nhiêu em ơi? 0,405. Tiếp tục. Money. Không phải 225 này. Brom. Rồi 0,195. Mon Không phải 105. Z. Ok. Bây giờ cái bài toán này chúng ta xử lý như thế nào? Quý làm con này rồi đúng không? Rồi trước khi quý nhờ thầy sửa thì quý muốn hỏi cái quý xử lý bài toán này như thế nào? Dạ, đầu tiên là thấy số mol Y lớn hơn số mol Y nên trừ ra là bằng số mol hydro phản ứng. Ok, tiếp tục nó đi. Tính số mol của hydrocarbon không phản ứng với brom. Lấy số mol Y trừ cho số mol Y trừ cho số mol Z. Rồi, cứ lên tiếp đi. Và em tìm được ra là M lớn của hydrocarbon không no là 32. Rồi tiếp tục. Em gọi là công thức trung bình của mấy cái hydrocarbon không no là CN trung bình H2N trung bình cộng 2 trừ 2K trung bình. Tiếp tục đi. Cái đó hết đi, đã tới tới xử lý. Rồi cộng K trung bình BR2. Rồi, em đặt mol là của brom là 0,195 qua là 0,195 phần K trung bình à, nó bằng 0,12, rồi suy ra K trung bình là 1,625. Rồi. Mới tới đó là thầy. Mới tới đó thôi hả? Dạ. Rồi. Bây giờ cái câu này Nguyên học chưa Nguyên? Nguyên học cái câu hỏi này chưa? Xử lý như thế nào em ơi? Nguyên em học câu của kiểu như thế này chưa Nguyên? Dạ làm có làm qua mấy lần rồi thầy. Nhưng mà có biết làm không? Dạ lúc làm được lúc không. Bên này mình dùng cái gì để giải các bạn ơi? Chúng ta dùng sơ đồ đúng không ạ? Đây. Ở đây mình dùng sơ đồ này. Ở đây mình có hỗn hợp X. Số mol là 0,405. Thì trong hỗn hợp X này có thằng anken và thằng anken. Rồi, về hydro. Qua hỗn hợp này thì chúng ta thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y này em chưa biết được cái gì. Tạm thời để đó đi. Nhưng ở đây số mol Y đã có là 0,225. Chúng ta biết là sự chênh lệch số mol ở đây là ra số mol hydro phản ứng.
Vậy đầu tiên em sẽ có là mol H2 phản ứng. Lấy mol này trừ đi mol x. Trước lấy bình trước vậy rồi. Sẽ là mol x trừ mol này. Là bằng 0,405 trừ đi 0,225. Là bằng bao nhiêu em ơi? Không phải 18. Rồi. Ở đây em có cái gì nữa? Hôn hợp bi này thì em chưa có gì. Ở đây nó sẽ ra hoàn toàn này. Đúng không ạ? Ở đây nó sẽ ra hoàn toàn đúng không em? Thì mình xử lý như thế nào? Hoàn toàn đây có những trường hợp nào em ơi? Bạn nào cho thầy biết nào, hoàn toàn có những trường hợp nào? Bạn nào biết nào? Do chết chỉ gồm hai hydro carbon. Ở đây người ta nói là Z gồm hai hydro carbon. Đúng rồi, chính xác. Hoàn toàn thì hydro hết. Như vậy hydro này là hydro ban đầu luôn ha. Vẫn hoàn toàn. Thì suy ra H2 hết. Bây giờ hai hydro carbon có thể nó chỉ thu được gồm hai hydro carbon thôi. Và cái hỗn hợp bi này người ta cho chúng ta tác dụng với brom. Như vậy hỗn hợp bi chúng ta có chắc chắn có nó là alkan CN2N cộng 2. Được chưa? Alkan dư CNH2N. CMH2M cộng sau trừ 2 dư đây cộng 2 đây và CMH2M trừ 2 dư và có thể tạo ra anh kem nữa là CMH2M được không em ơi? Được chưa? À, mấu chốt là cái Z này nè em ha. Em nghe kỹ, Z này chúng ta là gồm hai hydro carbon thì điều này chứng tỏ nó chỉ chứa hai thằng này thôi. Đây và đây. Đây là Z này, được chưa nào? Khi mình cho hỗn hợp này qua brom. Thì số mol brom mình có rồi 0,195. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có khối lượng bình brom tăng. Khối lượng bình brom tăng ở đây là khối lượng của hydro carbon không đo. Được chưa nào? Hydro carbon không no này có thể tích luôn rồi chưa, có khối lượng thôi chứ có thể tích chưa, có mol là khối lượng này tăng là 3 khối lượng bình tăng và bằng 3,84 được chưa nào? Rồi, bây giờ em xử lý như thế nào đây? Bài này vẫn khó nha. Và khí thoát ra đây là 3 phẩy mà giấy này. Mà giấy đây gồm 0,105 mol. Gồm có thằng anh can CnH2n cộng 2. Và anh can CmH2m cộng 2. Bây giờ ở đây em thấy sự chênh lệch số mol này ở đây là gì? Thằng đây và đây. Mol Y và mol Z có sự chênh lệch nhau. Và cái sự chênh lệch này đúng bằng mol của thằng hydrocarbon không no phản ứng đúng không em? Mol hydrocarbon không no sẽ bằng mol mol Y trừ mol Z. Mol Y là 0,225. Mol Z là 0,105. Bạn tính cho thầy bao nhiêu? 0,12 đúng không em? Rồi, bây giờ em có khối lượng của hydrocarbon không no rồi, 3,84. Từ đây em tính được M trung bình của hydrocarbon không no. Là bằng.
Em lấy 3,84, em chia cho 0,12. Tính cho thầy bao nhiêu? 32. Em làm tới đây rồi phải không? Quý ơi, Dạ. bây giờ làm sao em tìm ra được công thức của hàng này? Thì ở đây bạn có thể đặt công thức chung cho tôi nha. Ở đây mình đặt công thức chung cho hydrocarbon không nào được không? Hydrocarbon không nào mình đặt công thức chung nó là gì? Hydrocarbon không nào mình đặt công thức chung nó là CN trung bình H2N trung bình cộng 2 trừ 2K trung bình. Được chưa? Rồi bây giờ em sẽ xử lý như thế nào đây em ơi? Thì đây bằng có này, CN trung bình H2N trung bình trừ 2 cộng 2K trừ 2K cộng 2 trừ 2K này. Thì trong này cần K brom tham gia phản ứng để tạo ra CN trung bình H2N trung bình cộng 2. Được chưa? Trừ 2K trung bình Br2K trung bình. Thì bạn biết là cái số mol của thằng hydrocarbon không no đã có là 0,12. Thêm chiều ở đây nó là 0,12K tại định hướng thôi. Còn đi thì bạn tự lập luận rồi chúng ta sẽ được cái làm tối ưu. Em tính chỗ này bằng bao nhiêu quý hả? Nhờ K bằng 1,625. Này giúp ta kiểm tra nha. K thằng này là bằng 1, K này bằng 2. Như vậy thì cái này là khớp rồi. Bây giờ dựa đây thì em có khối lượng của nó rồi, thì em tính được N trung bình không? Dạ được, ra 2,375. Ok. Mình có 14 N trung bình cộng 2 trừ 2K trung bình và bằng 32. Em tính N trung bình bằng bao nhiêu? 2,375 hả? Rồi tới đây thì chúng ta có thể chọn được này, do M bé hơn N thì mình chọn được nào trước? Trung bình là E,375 thì mình chọn nào trước được rồi? Chọn M bằng 2. Đúng rồi, vì M bé hơn N nên suy ra M bằng 2. M bằng 2 thì nó là có C2H2 rồi. Bây giờ tôi hỏi đi, giờ câu hỏi thầy đặt ra cho bạn đó là chúng ta sẽ tìm N bằng cách nào? Các bạn chúng ta tìm N bằng cách nào bạn ơi? Em làm tới đây để em bí đâu phải không? Rồi bây giờ để xử lý này thì mình cần bữa trước thầy nhớ nó các bạn như thế nào ta? Ở đây thì chúng ta còn cái gì chúng ta chưa xử lý nữa? Đây rồi nè, đây rồi nè, đây rồi, đây rồi, không có bị gỡ luôn rồi. Mình còn gì chưa xử lý nè em ơi? Các bạn, mình còn cái gì chưa xử lý nữa? Bây giờ nhiệm vụ của bạn là cần tìm N nữa là hết bài toán này, thế thôi. Bạn nào ký tưởng nào, chúng ta tìm N bằng cách nào? Thầy sẽ làm màn hình được không ạ? Còn cái gì để chúng ta tìm ra N trung bình ta? Để tìm ra N ta? Ừ. Bây giờ tôi hỏi bạn nha. Mol hai đô carbon không no có chưa? Có gì mời? Dạ rồi. Bao nhiêu? 0,12 đúng không ạ?
Em có C trung bình là bằng 2,375. Em dùng công thức cho C trung bình đi, đừng chéo cho C trung bình. Mình có này, số C đầu tiên này, số C nhà đầu tiên này, C của số C đây, số C đây là bằng 2, số C dưới này là N. Trung bình của chúng ta là 2,375. Thì bạn thấy là cái N của chúng ta là chắc chắn bây giờ phải lớn hơn 2,375, được chưa? Cho nên mình tính là bằng 0,375. Thằng này là 2,375 trừ N. Đâu N trừ 2,375. Vụ của bạn bây giờ là đi tìm N. Muốn tìm N thì em cần phải tìm số mol của hai hydrocarbon. Hai hydrocarbon em tính được không? Tìm được không? Tìm được không em ơi? Mol này, mol hydrocarbon thằng này này. Các bạn kêu đừng giấy không thầy giảng lại. Ở đây mình có hai hydrocarbon nhé. Một hydrocarbon là C2H2 đã tìm được. Số 5 mol này mình cho nó là amon chứ đồng này. CNH2N đây, số mol là bmon. Như vừa chúng ta đi tính AB. Khi có AB thì em sẽ tìm được N thế thôi. Các bạn hiểu vấn đề thầy nói không ạ? Mà muốn tính AB thì chúng ta có rồi. Mol của hỗn hợp là A cộng B bằng 0,12. Chúng ta dùng bảo toàn liên kết pi. Mol C2H2 của chúng ta là khi tác dụng với brom thì cần tỷ lệ mol là 1:2. CnH2n là 1 và bằng mol brom 0,195. Tới đây bạn tính cho thầy AB bằng bao nhiêu? Không phải 0,075 với 0,045. Từ đây em sẽ suy ra được 0,075 trên 0,095 bằng N trừ 2,375 chia cho 0,095. Đâu, chia cho 0,375. Em tính cho thầy N bao nhiêu? Em tưởng 0,075 chia 0,045 thôi. Thầy sửa lại rồi đó. Ừ, N bằng 3. Đã hết rồi đêm. Được chưa? Tìm công thức phân tử của hai hydrocarbon. Hết rồi đêm. Bài dễ mà. Quý hiểu quý à? Dạ hiểu rồi. Tuy nhiên là chỗ này thì thầy sẽ không làm như thế này. Bạn nghe thầy nói. Ở đây chúng ta có thể làm trực tiếp luôn. Nghe kỹ nha. Chúng ta có thể làm trực tiếp luôn cũng được. Không cần phải làm như thế này đâu. Đây là một cách nha. Bây giờ thầy chỉ các bạn cách thứ hai này. Chắc chắn em phải tính được mol hydrocarbon rồi. Không phải 12 rồi. Hiểu vấn đề không em? Rồi bây giờ chúng ta có được cái hai thằng này thì chắc chúng ta tìm mối liên hệ được mà. Đây này. Hydrocarbon không no chúng ta biết rồi, chúng ta đừng đặt công thức chung luôn. Chúng ta cho nó là CnH2n dư này. Đúng không ạ? Các bạn hiểu ý tưởng thầy nói không ạ? Như vậy trong trường hợp này nó cũng hơi phức tạp ấy em à. Từ phân sao đo hoàn toàn thì ở đây mình nghe các bạn nghe mình nói phân sao đo hoàn toàn thì từ đây nó chỉ thu được cái thằng ancan thôi, bởi vì á nếu bạn hiểu như thế này này, chúng ta hiểu đúng nha, vì kết quả cuối cùng chúng ta thu được là hai hydrocarbon, được chưa? Mà ở đây chúng ta đặt có hai hydrocarbon rồi này, nếu mà nó xuất hiện thêm một thằng ancan nữa thì vô vô lý.
Như vậy trong trường hợp này nó không có thằng này thì bài toán này chúng ta làm mới được. Các bạn hiểu ý tưởng thầy nói không ạ? Các bạn hiểu chỗ này chưa? Để giảng tiếp. Ở đây mình đặt lại là A mon B mon. Mình có A cộng B là bằng 0,12. Với nếu chưa viết phương trình tác dụng với brom thì nó sẽ bằng 0,75195 đây. Khi đâm tính được A và B. Được chưa? Các em hiểu ý tưởng thầy nói không ạ? Khi có A và B rồi mà khối lượng của hai thằng này đã có 3,84 thì ở đây em sẽ tìm mối liên hệ giữa MN cho MN nhảy, nó cũng dễ. Các bạn hiểu ý tưởng không? Quý em hiểu quý à? Dạ hiểu thầy. Có nghĩa là bài này em phân tích cái đoạn này, cái sai lầm lớn nhất của mình là ghi thằng này dư nè. Dạ, bởi vì sẽ ra hoàn toàn mà chúng ta thu được hai rô carbon. Mà nếu mà nó dư nữa thì hết sức phi lý. Được chưa? Vì ở đây phản ứng sẽ ra hoàn toàn. Hoàn toàn thì nó sẽ phản tối đa tạo ra alkan luôn. Và nếu vậy thì hai thằng này còn dư thế thôi. Thì chúng ta tìm bài toán này ok. Rồi coi kiến gì chỗ này hay không? Khi đó em tìm được số mol hai thằng vẫn y vậy nha. Bây giờ thầy sẽ dùng phương pháp biện luận này. Cách hai. Em biết là khối lượng của thằng anh can là anh can sau đó anh kinh anh ken và anh kinh dư. Anh kinh là 14 n nhân cho số mol nó đây 0,075 cộng 14 m trừ 2 nhân cho 0,045 và thay đề cho là bằng 3,84. Khi đó em tìm mối liên hệ giữa MN thì em ta chọn được đáp số luôn. Chúng ta thử cái thứ hai này tối ưu không nha. Bài toán cho thầy đi. Ở đây em để ý là mấy cái con số này nó chia hết cho bao nhiêu vậy? Còn không làm từ từ cũng được, tùy. 1,05 n cộng cho 0,63 m ba phẩy chín ba. Và đây chúng ta để ý là nó đều chế cho bao nhiêu em ơi? Bạn nào biết nào? Ở đây nó đều chế cho bao nhiêu? Chế cho 14 trước đi hả? 1,05 chúng ta chia cho 14. 0,14. 7,5. Thì nó lẻ rồi, chúng ta chia cho 0,07 thì nó bằng 15. Ta chia cho 0,07 nha. Cái này bằng 9. Không đẹp em ơi. Các bạn hãy coi nó chia hết cho bao nhiêu. Chắc chắn ở đây nó chia hết cho 3 rồi. Em chia cho 0,03 giúp thầy đi. Ba lăm n cộng 21 131. Rồi bây giờ chúng ta sẽ suy ra được cái m bây giờ bằng 131 trừ 35 n chia cho 21. Và lưu ý đây chúng ta sẽ cho cái n nằm khoảng đã. 35N chúng ta bé hơn 131. Đây là cái hướng đi thứ hai dành cho các bạn. Chúng ta chia cho 35 cho thầy bằng nhiêu? 3,7. Các bạn nghe kỹ. Chúng ta biết là cái N này
lớn hơn M, đúng chưa? Và nó bé hơn 3,7. Và cái M chúng ta lớn hơn hoặc bằng 2, đúng chưa em nhỉ? Rồi, bạn nhớ điều đó để bạn chọn nha. Bây giờ nếu em chọn N bằng bé hơn 3,7 thì ở đây em hiểu như thế này. Với điều kiện này thì N chỉ có thể bằng mấy thôi? N chỉ có thể bằng 3 đúng không em? Và N bằng 3 thì M bằng 2, cái chính gì không ạ? Cái kính gì không ạ? Chúng ta thế vô đúng không ạ? 1, 3, 1 trừ đi 1 trừ 35 nhân cho 3 chia 21. Như bị sao chỗ nào ta? Các bạn coi bị sao chỗ nào các bạn? Bây giờ tính ra nó không đúng ta. Tính cho thầy bằng bao nhiêu ơi? Ba phẩy chín ba đúng rồi. Ba một đúng rồi, 35 đúng rồi, 21 đúng rồi. Ủa sao về về lý gì mới đấy hề? Khối lượng của thằng này là bằng 3,84 đúng rồi nè. Ủa đây cái A là môn của CH2 này. Đây nha, cái A là của thằng kia như vậy ngược lại rồi đúng không? A là của thằng C2H2 như vậy ngược lại rồi, thằng này là B. B thì nó là 0,045, thằng này là 0,075. Giờ này mình tận dụng cái kim mà làm luôn á, mình tính lại cho thầy đi. Thì mình đảo chỗ A này thôi chứ nữa. 0,63 và 0,21. Không phải 63 và 1,05 này. Thì dưới này nó là 21. Thằng này là 35 đúng không em? Như vậy chúng ta rút ra N bằng N nha. Thầy ơi, Nghe mời. thấy cái 3,99 rồi. Ok, hiểu rồi. Chỗ này thay đổi luôn. 3,99 rồi chia cho 0,03 đi. 133. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra biểu thức này đúng không nha. Bởi M, N bằng 3, M bằng 2 thì nó khớp không nha. Em lấy 133 em trừ đi 35 nhân cho 2 chia cho 21 thì đúng này, khớp này. Được chưa? Rồi đây cũng là một cái đêm nha. Rồi, thế thôi quý ơi. Quý câu hỏi gì nữa không quý ơi? Dạ không thầy. Câu này thầy đánh giá thầy thì nó không có khó. Cái khó ở đây là em chưa biết cái thằng này đúng không? Các em có biết cái gì sử dụng đường chéo không ạ? Đó là cái mấu chốt bài toán này. Còn nếu không thì em làm cái thứ hai của thầy này nó bớt cái đường chéo đi. Được quý à? Cái thứ hai thì vẫn có thể nhiều bạn làm được đấy. Điều quan trọng là bạn cần phân tích được cho thầy từ hoàn toàn là một này. Để trong trường hợp này chúng ta chỉ có hai thằng này dư thôi. Được chưa?